Xin chào tất cả các bạn. Như các bạn đã biết thì trong clip trước mình cũng đã hướng dẫn các bạn cách upload chi tiết một cái video lên như thế nào, từng bước ra sao rồi. Thì hôm nay tiếp tục trong playlist hướng dẫn về cách làm YouTube, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn có thể edit một cái ảnh đại diện bên ngoài cho video nhá. Ở đây thì người ta thường gọi là cái hình thu nhỏ đây này, để ở trong cái mục hình thu nhỏ và là cái hình đại diện ra ngoài. Nó giống như kiểu là các bạn sử dụng Facebook ấy thì nó sẽ có một cái gọi là cái avatar. Thì đây cũng chính là một cái avatar cho video trên YouTube. Đó, thì tương tự như thế nó sẽ gọi là YouTube Thumbnail. Đấy. Thì trong cái công cụ này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng một cái công cụ nó đã làm sẵn rồi và được miễn phí 100%, đó là cái website canva.com. Đó, thì trong playlist trước mình cũng đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái website Canva đấy rồi để có thể design và thiết kế cho lên những cái poster, banner hay là cái logo khác nhau. Đó, thì các bạn có thể kích vào link bên dưới video này hoặc là các bạn sẽ gõ là chữ canva.com như thế này cho mình nhá. Ok, thì để làm một cái hình đại diện cho video YouTube ấy thì ở bên dưới đây này các bạn sẽ kéo xuống, đăng nhập một tài khoản bằng email rất là dễ nhá. Nó sẽ có những cái mục này rất là dễ luôn này, logo này, đấy, Facebook post này hay Facebook cover. Và ở đây nó sẽ có cái mục ở bên dưới, các bạn kéo xuống một chút, nó là đây, YouTube thumbnail. Đấy, thì nó sẽ là ảnh đại diện bên ngoài dành cho video trên YouTube. Rất là hay là như thế. Ok, bây giờ mình sẽ đi sâu hơn vào cái phần ảnh đại diện của YouTube nhé. Các bạn sẽ kích vào chữ CEO này cho mình. Thì ngay lập tức sau khi đã chuyển vào rồi, nó sẽ mở ra chúng ta một loạt tất cả những cái video gợi ý. Đấy, những cái hình ảnh gợi ý cho video. Rất là hay, rất là nhiều chủ đề, nhiều lựa chọn. Đấy, rất là nhiều lựa chọn và chủ đề. Các bạn có thể chọn cho mình một cái chủ đề bất kỳ nhé. Ví dụ hướng dẫn hay là một chủ đề gì đó về đời sống hay là theo nội dung video của các bạn. Đấy, hoặc là các bạn có thể chọn một cái bất kỳ rồi sau đó chúng ta sẽ edit sửa theo phong cách riêng của mình. Ở đây mình sẽ ví dụ một cái phông đây, cái phông rất hay sử dụng đây về công nghệ số của mình, vì mình cũng hay review về những cái sản phẩm cũng như là những cái tính năng của Apple, của thiết bị đồ điện tử của Apple ấy, thì đây cũng là một cái rất là hay. Các bạn có thể nhìn thấy đây là một cái ảnh đại diện tiêu biểu nhất mà hay tìm thấy trên YouTube bây giờ, đó là về các thiết bị công nghệ nhá. Đấy, ở đây nó sẽ cho chúng ta edit này, các bạn có thể di chuyển cái ô này, di chuyển logo ra đâu cũng được. Đó, đây mình sẽ edit này. Ví dụ mình sẽ chuyển sang cái kênh của mình là công nghệ số chẳng hạn. Đó, rất là dễ thôi, rất là dễ để chỉnh sửa. Các bạn cũng có thể thay đổi màu sắc, tăng kích thước chữ, vân vân và vân vân. Rất là dễ. Đó, không có gì khó khăn cả. Đây, khoảng cách căn lề, căn giữa. Đó, rất là hay. Đó. Ok, đấy là một cái rất là cơ bản nhá. Tiếp đến thì mình sẽ sửa tiếp nội dung. Đây, sửa tiếp nội dung ở đây. Ví dụ mình sẽ sửa thành cái video vừa rồi của mình là hướng dẫn. Đây, hướng dẫn học thuộc bảng hệ thống tài khoản. Đó, chẳng hạn như thế. Đây là một cái một ví dụ, mình sẽ ví dụ một cái nội dung là như vậy. Thì các bạn có thể thay đổi kích cỡ này, đấy, cho to cho nhỏ đều được và di chuyển vị trí của nó. Đấy, tiếp đến ở đây, bạn có thể để câu slogan hay châm ngôn gì đấy chẳng hạn, hoặc là bạn có thể xóa cái này đi nếu mà nó không cần thiết thì bạn có thể xóa đi. Đây, delete này, delete. Đó, hoặc thêm một cái nữa là các bạn có thể chèn được ảnh của mình vào đây nhé, ảnh của các bạn vào trong 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 cái hình ảnh ở ngoài như thế này luôn. Đó, thì những cái như vậy là tùy các bạn, tùy nhé, tùy chọn của các bạn làm sao cho cái ảnh đại diện này nó bắt mắt nhất cho cái video của các bạn. Thì để chèn thêm được những cái hình ảnh khác ngoài những cái hình ảnh mặc định ở đây rồi thì nó sẽ có cái mục upload ở đây. Các bạn sẽ kích vào mục upload này và sau đó upload cái media, upload hình ảnh đấy, ở bên ngoài trong máy tính của các bạn, để ở mục nào thì áp vào. Ví dụ đây mình đã áp một cái ảnh quyển sách này chẳng hạn. Đó, thì mình sẽ để quyển sách này vào góc. Ở đây nó cũng có một công cụ luôn là công cụ cắt trực tiếp trên cái này luôn. Đấy, các bạn có thể cắt ảnh từ bốn góc trở ra về. Đó. Ok, sau đó di chuyển, xoay ngang, xoay dọc đều được. Đó. Sau đó sẽ di chuyển cái ảnh này đi vào bất kỳ chỗ nào các bạn muốn. Đấy, các bạn thấy nhìn thấy không? Đây là ảnh luôn của mình có thể di chuyển được. Ok,
Đó, các bạn có thể thấy là mình đã tạo xong một cái ảnh đại diện cho video trên YouTube rồi. Và cái này này, các bạn có thể lưu ý là nó đã fix sẵn kích thước cho các bạn rồi nhá. Các bạn không cần phải chỉnh sửa kích thước nữa, mà sau khi các bạn chỉnh sửa toàn bộ những nội dung ở trên cái ảnh này rồi thì các bạn ấn download về cho mình, tải về máy cho mình. Đó, ấn tải về. Rồi bây giờ mình sẽ tải về và thử up lên YouTube xem nó như thế nào nhá. Đây. Nó đã về đây rồi và mình sẽ copy cái ảnh này sang. Đây, mình sẽ copy nó sang bên ngoài desktop. Rồi, tiếp đến thì bây giờ mình sẽ thực hiện thao tác là upload lên để thay thế cái ảnh đại diện bên ngoài cho video YouTube thế này. Thì để upload lên, các bạn sẽ click vào cho mình là tải hình thu nhỏ lên ở đây nhá. Đó. Sau khi click vào mục tải hình thu nhỏ lên này rồi thì bạn thì nhìn thấy là nó đã ở trong cái ô ở desktop ở ngoài mình đã để này. Đây chính là cái toàn bộ những cái nội dung mình đã sửa đúng không ấy. Và mình click open lên. Đó, các bạn có thể nhìn thấy được không? Nó đã thay đổi luôn này. Ví dụ như cái hình đại diện ở góc trái nó đã lên này. Bên phải nó là cái tên kênh của các bạn. Ví dụ mình đang để là tên kênh của mình là kênh công nghệ số, và nội dung của mình là hướng dẫn học thuộc bằng hệ thống tài khoản. Đó, ok. Đấy, thì như vậy là hiện tại ở đây mình đang làm mẫu ví dụ thôi, cho nên nó cũng không phù hợp lắm so với mình đang để hình điện thoại, máy tính, để hình của cái iPad thu nhỏ ở đây. Thì nó đang không phù hợp với cái video này. Đấy, thì để làm chính xác hơn thì các bạn cần phải để hình ảnh cũng như là làm cho những cái background sao cho nó phù hợp với video của các bạn nhá. Đấy, đây là một cái rất là hay, sau đó các bạn ấn lưu vào là được. Đấy, một cái phương pháp rất là hay và hoàn toàn miễn phí. Các bạn có thể làm chỉnh sửa bất kỳ một cái video nào rất tiện và rất là nhanh. Đó, một cái thao tác cũng không gì là khó khăn cả. Các bạn hơn hơn thế nữa thì các bạn cũng có thể tự tạo cho các bạn một cái phông sẵn luôn, hoặc là tự tạo cho các bạn một cái hình ảnh mà nó mang cái phong cách riêng của các bạn. Đấy, thì bằng cách là các bạn có thể ấn add page này, đấy, vân vân. Đấy, đây bạn có thể bôi màu vào cho cái page này của các bạn. Đấy, bôi màu rồi chèn thêm những logo, phông chữ đấy. Đấy, tách tiếp các thứ bên phải này, đấy, tất cả toàn bộ những cái nội dung này bạn có thể chèn vào đây và tạo cho mình một cái ảnh đại diện mang phong cách cá nhân của các bạn. Đó. Thì trên đây là cái quá trình hướng dẫn nhanh về cái cách tạo một cái ảnh đại diện cho video YouTube. Hy vọng là với những cái bước này thì các bạn có thể hoàn thiện được cái video trên YouTube của mình và có thật là nhiều lượt view nhá. Cảm ơn các bạn đã quan tâm clip của mình. Chào các bạn.